Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Con trai Lê Phương lấy tiền bỏ ống heo mua quà tặng bố dượng. Hành động của con trai Lê Phương càng chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa cậu bé và Trung Kiên. Kể từ khi kết hôn với Lê Phương, nhiều người thấy ngoài việc quan tâm bà xã hết mực, Trung Kiên còn rất yêu thương, tận tâm chăm sóc con trai riêng của vợ, xem cà pháo như con ruột. Nữ diễn viên 8X từng chia sẻ hình ảnh của cà pháo được bố dượng chở đi học, dẫn đi thả diều, cắt tóc cho, khiến người thầm ghen tị với hạnh phúc mà cô đang có. Thậm chí chuyện cộng đồng mạng còn xem Trung Kiên là hình mẫu bố dưỡng quốc dân khi không màng chuyện con chung con riêng. Mới đây Lê Phương khoe hình ảnh con trai quấn quýt bên Trung Kiên sau khi chính tay mua quà sinh nhật tặng bố dưỡng. Cô viết, cà pháo mua quà sinh nhật cho ba Kiên bằng tiền bỏ ống heo. Người nhận và người tặng ai cũng hạnh phúc, mẹ hạnh phúc lây. Trên món quà cà pháo ghi dòng chữ ngoạch ngoạc nhưng rất tình cảm. Chúc mừng sinh nhật ba yêu. Dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời nhắn nhủ. Con trai ba yêu ba quá, chị cũng hạnh phúc lây luôn, mẹ pháo bông nhen, yêu gia đình pháo bông. Ba Kiên sướng ghê, chúc chị mãi hạnh phúc như vậy. Sống tốt, cuối cùng cũng gặp được chồng tốt. Chúc em hạnh phúc mãi mãi em nhé. Là phụ nữ ai cũng mong muốn mình hạnh phúc. Chúc mừng em đã gặp được bến đỗ bình yên. Thậm chí có ý kiến cho rằng bé cà pháo càng lúc càng giống bố dượng Trung Kiên sau nhiều năm sống chung. Trước khi quyết định tái hôn với chồng trẻ, dù đã có con trai riêng, Lê Phương từng đắn đo rất nhiều. Nhưng chính sự quan tâm của Trung Kiên, cũng như từ phía ông bà nội dành cho cà pháo, đã khiến nữ diễn viên thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Tôi thấy mình may mắn với cuộc hôn nhân thứ hai, cô bộc bạch. Trong một bài phỏng vấn, Lê Phương từng kể về mối quan hệ tốt đẹp của cà pháo với gia đình Trung Kiên. Mẹ chồng tôi cực kỳ thương bé pháo chứ không hề có suy nghĩ con riêng hay con chung. Dù hai ông bà ở xa như vậy, nhưng lúc nào vào Sài Gòn cũng có quà cho cà pháo. Bé pháo từ nhỏ đã không biết ông bà nội là ai và cũng chưa từng có ông bà nội. Cho nên khi có được tình yêu thương của bố mẹ Trung Kiên, bé pháo lúc nào cũng tin rằng đó là ông bà nội ruột của mình. Mỗi lúc gọi điện thoại về nhà chồng, cà pháo luôn hỏi, ông bà nội khỏe không? Đòi nói chuyện với ông bà nội. Cho nên nhiều lúc tôi còn không hề nhớ mình có con riêng. Ở hiện tại tôi chỉ cảm thấy đây là một gia đình thực sự. Bố mẹ Trung Kiên là người sống rất tình cảm và nhân hậu. Tôi nghĩ chính những người ba mẹ như thế sẽ dạy những người con như Trung Kiên thành người đàn ông có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành. Riêng về ông xã Trung Kiên, Lê Phương từng nhận xét rằng ngoài việc thương vợ, giỏi quán xuyến, sắp xếp gia đình, chồng cô còn rất đàn ông trong suy nghĩ. Ông xã dù trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn, cái gì cũng dành cho gia đình trước tiên. Anh lại biết chia sẻ và rất tâm lý với tôi. Còn gia đình chồng thì khỏi nói, rất cưng hai mẹ con tôi. Luôn coi hai mẹ con là số một, chuyện gì cũng có thể gọi điện tâm sự với mẹ chồng. Đến thời điểm này tôi thấy cả công việc và cuộc sống của tôi đều trọn vẹn. Giờ tôi chỉ cố gắng làm sao để giữ được nó, cô hạnh phúc nói. Có lần nữ diễn viên kể cuộc gọi của con trai khi đi chơi với ba Trung Kiên đã khiến cô phải rơi nước mắt. Lúc ấy vì đang mang bầu bé bông nên Lê Phương để cà pháo cùng bố dượng về thăm ông bà nội, tranh thủ đi chơi và tắm biển. Trên đường về cà pháo đã gọi điện mách mẹ, công nhận đi với ba sướng hơn đi với cả nhà. Con hãy hạnh phúc mãi như thế nhé, thương con nhiều lắm, Lê Phương xúc động viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.